Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay nhà mình ăn hủ tiếu. Thì mới đi chợ về. Thì bây giờ cắm bông. Cắm bông xong rồi mời cả nhà vào bếp với mình nha. Mình sẽ nấu hủ tiếu. Chồng mình nấu hủ tiếu Nam Vang. Đây là nồi nước lèo hủ tiếu đã chuẩn bị gần xong rồi. Bây giờ để lửa riu riu. Đây là mực ống mình đã sơ chế xong. Xào sơ để lát nữa bỏ vào tô. Đây là trứng cút. Tôm cũng đã chuẩn bị xong. Trứng cút. Hành và hẹ. Đây là thịt xíu nè, để bỏ lên trên cái tô cho nó hấp dẫn nè, thịt ngon chưa? Tỏi bi. Ớt ngâm giấm nha, nhỏ nhưng mà cay nha. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình luộc hủ tiếu để cho nó ráo nước để chuẩn bị ăn. Tô to cầm nặng người mỏi tay luôn á. Tiếu Nam Vang. Đầu bếp Tony Thái Trần. Tiếu Nam Vang mùa Covid không có gan mà cũng không cần thiết phải ăn gan. Như vậy là hấp dẫn rồi, đủ không? Ủa, cái chậu. Còn thêm món nữa, món lên đi chạy đâu rồi? Trứng hả? Chơi mà không ăn được. Chán. Chay. Mời cả nhà ăn hủ tiếu Nam Vang mùa Covid. Nhìn hấp dẫn xinh lắm. Mời cả nhà. And then they put people to lay out. You're not scared of things.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.